Sáng nay, ngày 15 tháng 10, lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quân đội cũng đã huy động hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện và trang thiết bị hiện đại để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích ở trạm kiểm lâm 67 và mở đường vào hiện trường. Nhiều xe cấp cứu cùng hơn 10 ô tô của quân đội chở các cán bộ, chiến sĩ nườm nượp hướng vào trạm kiểm lâm 67 từ sáng sớm. Xe chuyên dụng chở hàng chục cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 cũng đã tiếp cận hiện trường nơi Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cứu hộ gặp nạn. Tại hiện trường là khung cảnh hoang tàn, xung quanh hàng nghìn tấn đất đá vùi lấp, sạt lở. Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân và 13 người trong đoàn cứu hộ bị vùi lấp, thông tin mới nhất từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 và đang nỗ lực cứu hộ. Lúc 11 giờ trưa ngày 15 tháng 10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Sở Chỉ huy Tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 4 thi thể đầu tiên trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12 tháng 10. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân này. Đến 14 giờ 20 chiều nay ngày 15 tháng 10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở Chỉ huy Tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 6 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn do sạt lở đất ở Rào Trăng 3. Hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Tất cả đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại vị trí nhà kiểm lâm ở tiểu khu 67. Từ sáng ngày 14 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án tiếp cận hiện trường các điểm sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 từ 3 hướng, đó là đường bộ, đường hàng không, đường thủy. Sau nhiều giờ di chuyển bằng đường thủy, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4, nằm cách Rào Trăng 3 tầm 10 km ở hướng hạ nguồn bằng thuyền máy cano. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 19 công nhân bị thương nhẹ và một người bị chết. Người xấu số đầu tiên được tìm thấy tên là Nghĩa, người Thanh Hóa, công nhân lái máy cẩu tháp của thủy điện Rào Trăng 3. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể một người chết và 19 công nhân rời hai thủy điện nói trên bằng thuyền và cano an toàn. Những công nhân này đã được bàn giao lại cho công ty Thành Đạt, đơn vị thầu xây dựng thủy điện Rào Trăng 3 để thực hiện các thủ tục và chế độ. Ngày 13 tháng 10, có 5 người bị thương ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Trước đó, đêm 11 tháng 10, mưa lớn khiến cả nửa quả đồi sạt xuống nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, vùi lấp nhiều công nhân. Ngày 12 tháng 10, đoàn công tác 21 người tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 để cứu hộ. Đêm cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm, sông Bồ và dừng nghỉ tại đây. Nhà kiểm lâm có 4 gian, gồm có 3 gian nghỉ và 1 gian bếp. Lúc 0 giờ ngày 13 tháng 10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt chùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ, 8 người thoát ra ngoài, 13 người hiện mất tích. Trong đó có Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và 10 cán bộ quân đội, 2 cán bộ địa phương. Nằm cách Ủy ban Nhân dân xã Phong Xuân hơn 14 km, cách thủy điện Rào Trăng 3 hơn 10 km, trạm kiểm lâm 67 nay chỉ còn là bãi đất khá phẳng, rộng cả chục nghìn mét vuông. Lớp bùn nhão nhoét dày 2-3 mét, nước vẫn chảy ra từ khe núi. Khu nhà của kiểm lâm bị vùi sâu, chỉ còn lại một phần mái tôn nhô lên. Theo một quân nhân trở về từ hiện trường, nhiều tảng đá to như ô tô 4 chỗ tràn xuống. 3 xe múc được huy động đến đảo bới, tìm kiếm từ các dấu vết còn sót lại của trạm kiểm lâm, nhưng hoạt động rất khó khăn do địa hình bất lợi. Bên trái nhà kiểm lâm 67, lực lượng cứu hộ còn phát hiện một số áo phao, mũ cối, nghi là của đoàn cứu hộ. Từ trạm kiểm lâm 67 hướng vào thủy điện Rào Trăng 3 có điểm sạt lở dài 200m. Tại khe nước gần trạm, Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế đã làm rõ đá, nâng cấp đập tràn lên khoảng 70cm, phòng khi trời mưa, nước qua đập tràn gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.